Quả thì là mực, thế còn lá? Lá thì để con canh. Canh gì? Canh rau muống tơi. Thịt cua. Có khi tí giã ba con cua về nấu luôn tơi thôi. Bắn áo bây giờ. Con đây bắn áo đấy. Live stream thôi, không biết live stream thì dừng lại tại đây nhá.